ngọc quang luôn, người ta trồng bên đó nó bay cái hộp ở đây giờ nó thành vậy luôn. Bây giờ chờ mấy cái hộp cải này nó gì cái củ gì đó đỏ ra, cái củ gì đó đỏ. Đây. Ăn ngay trái hồng rừng. Cái trái này trái hoa hồng đó mọi người. Nè. Giờ nó mềm nè bà con. Ồ. Nè ha. Đây để mình kiếm trái mình ăn. Bà nó nguyên kia bác. Mềm dữ lắm nè. Trời nó mềm mập luôn nè. Ừ. Tao ăn thử ra nè, bà lột cái hộp ra vậy. Ừ, vậy đó. Kia là ăn. Cái trái nó đẹp kinh khủng luôn bà con. Giống như mùi giống như trái lê vậy á, cái chua ngọt. Đây cho mọi người coi nè, như nó có gai nha mọi người, đẹp không, cái trái nó đẹp kinh khủng không nè. Trời ơi quá, quá tài trái luôn nè. Hàng chiên dày cái lấy cái hàng chi bà già kia bà kêu lấy cái muỗng nó cạo nó ra làm nước sáp làm mứt ngọt ngọt chua chua vừa vui. Nói chung ăn cũng vui vui chẳng có gì ăn. Rồi cái hộp nó rã ra luôn. Chắc cái này nó hơi bị chín. Em kiếm cái nào nó lợt hơn chút xíu nữa. Đây, cái này đi. Ừ, lợt hơn chút xíu thì nó cứng quá. Thôi, chúng ta không. Thì thôi, cứ ăn cái trái mềm. Thôi, mình thử. Cái lợt thì dễ lấy hơn nè, nó như vậy nè. Lấy như vậy nè, nấu nước sáp ok. Còn cái trái mềm á, tách nó ra cái nó rớt bà nó hết rồi. Đó, vậy nè, thì ok. Lấy cái muỗng cà phê nhỏ đại sơ ra về nấu. Không ăn kinh đó, bữa nào vô mình hát thì nấu nước sáp. Ngày mai đi mai xách cái rổ đi mấy thì nấu nước sáp. Yeah.
biết. Trời ơi, nó đập ngay luôn. Không ơi, lát ra không, không phải, không, không, thì giống như trái táo vậy đó, không được. Cái này, cái bông đó, bông này đẹp chưa? Chưa bây giờ anh thấy luôn. Không, anh biết. Anh biết hả? Ừ. Mấy, giống như mấy trái táo vậy đó, ăn không được. Nè. Hai bức thôi. Cái này là về ủ nó thơm mùi mật ong đó bà con. Mình có làm nhưng bữa mình làm ít đó, rồi bây giờ hết mùa rồi. Hết rồi, còn có mấy bút nữa. Thơm mà thơm một cách đặc biệt luôn, thơm một cách quyến rũ. Đúng cái mấy bút luôn. Trên đó là cỏ. Nè, đây nè. Đây nữa, đây. Nè, thơm mùi mật ong thấy không? Ừ, thì bởi vậy, chứ không phải là mật ong mùi đó mà tẩy cái bông nó mùi đó. À, hèn chi cái mình uống mật ong mình lại nghe cái mùi này. Ừ. Là cái bông chứ không phải là cái mật ong có mùi đó mà nó hút. Nè đây. Sao? Anh lặt ơi, lặt lên cho em đi. Nó chưa nở, nó còn giữ cái mùi đúng không? Chứ bữa em hái cái nở không có thơm. Mà hồi đó giờ mình không có biết, mình cứ đi hái cái bông nở là nó không có đúng. Đó, phải hái cái bông bút thôi mà bút này thì nó ngon, bút còn phải hơi nở ra một chút. Nhưng mà giờ hiếm rồi, hiếm. Về ngày mai mình xách rổ ra để mình hái ra coi. Ồ, cái này là hái được không anh? Cái loại dài không biết ăn cái này này giống giống nha. Nó nằm ở vùng biển không à, chết gì hết. Đâu để em coi thử cái nó chín rồi coi nó có chát không. Nó sống với đất đá không cho nên nó không được. Chát lắm. Chát mà. Bóp cái gì luôn á. Quên nó đi. Thank you.
lắm bà con, chua chua ngọt. Cái trái đó nó đều luôn rồi, nó cứ nhỏ vậy luôn. Đây. Chè nó cái anh này. Quá sức không? Thôi bự quá dục đi ăn sao ăn. Hả? Còn cái trái này không biết cái gì luôn nè, nó ra trái vậy đó anh. Trái dưa leo nè. Trời ơi, trái dưa leo bạch chà lá nữa. Y chang trong bút tích đó. Cho nên hình như ở đây thì nó vẫn còn ẩm ngon. Nè ha, phải để nó bự như nè, nó y chang trong bưu tích rồi sao? Nó còn bự nữa hả? Nó gai không vậy? Sao để nữa không? Để thử không? Ờ, coi là quạt lần vậy là cũng ok rồi nè. Vô lấy cho bịch. Ôi chàng lên đây có một trái nữa nè anh. Cây dưa leo này nó sắp chết rồi nè. Không biết tại sao cũng đem ra đây trồng rồi. Không, hột giống em có nhiều nhưng mà nó chưa ra. Đây cái trái này là hái được rồi tại vì nó đèo luôn nè. Ôi trong đây có một trái nữa cũng đèo luôn. Hái luôn đi. Tại vì nó... Để vô lấy cái kéo. Hôm nay bự dữ lắm. Đây. Quá chừng bự luôn. Ôi chèn ở trong đây núp lụm trái nè. Đây, cũng bự chà bá lửa luôn. Thì này hồi bữa giờ thấy rồi. Không. Như thằng này. Đó. Chị ơi, đây được hai ba trái nè. Chị em nghĩ cắt trái này không? Chứ nó bự quá rồi. Cắt nó đi. Cắt anh đi. Bự ra. Nè. Rồi, nhiều ký quá rồi nha, trái này. Sụp lớn giống như cái cỡ dạ. Trời ơi. Chị ơi, bà con ơi. Hả? Có con sên nhỏ dưới ảnh cũng khô queo. À bà con ơi, trụ nặng nha, mấy kilo đó bà con. Coi cái dành nè, dành nè, kinh chưa đó. Được trái bữa nó cắt trái cho bà nội chút qua à. Đây tập cái mối thêm nè. Hai trái này là nó cứ nặng như vậy, giờ tập nó nhẹ, hai trái nữa nó đầy. Ở đây lại có con trái nữa đây bà con. Nó. Trái này cắt luôn không? Tại nó bự lắm mà nó già mà nó những trời mây á. Cắt luôn. Cắt luôn đi. Giờ nghe ngóng gì nữa. Cho nó xong. Không thua gì trái mà chia nhỏ hơn chút thôi. Không? Tin chưa?
Đấy, giờ đây. Thôi, chăm thêm phân nữa thôi. Không cần trái gì không, mua chăm đó là như còn. Trái nó nhãn rồi. Trên cành mà tính ra trái cà chua cũng lâu chín rồi hả, mình trồng từ hồi tháng hai bữa mình đi hai cho đến cây ha. Chăm cây à? Chưa. Gãy hả? Vậy lấy mấy trái đó về ủ cho nó. Trái bự không? Trời ơi kinh khủng. Trồng có mấy cây thôi đó bà con. Tí là hai vợ chồng bỏ nó không ai không cần chăm sóc nó luôn. Này ở xa này. Ba bốn bữa tôi qua một lần. Lấy rơm nữa. Cỏ kiếp. Rồi xong rồi ở trong đây nè, nó nhả hết. Đánh vô đây nó gãy luôn. Ồ, gãy luôn. Nó mà gãy thì nó không chuyển được. Ừ, là hư. Sao nó nặng quá. Nặng quá nó gãy. Coi nè. Cái này là sang năm mà mình trồng thì mình... trồng trong cái ô cái bắt đầu đây là nó gãy hết lên đây cái đá lá đó nặng quá mà chưa gì mà quá chừng có sức cái rồi nó chị ngã hay đâu có gãy nữa không gãy nó gãy cái miếng trong à gãy hết rồi cho nó xong bắt đó thôi. Nè, có mấy trái này nó vàng vàng chút. Chưa, cái đó chưa ngã, cứ để nó nha. Ừ. Dở luôn. Đâu có gãy đó. Cái đó không gãy à. Dở nó lên luôn. Cắt luôn. Có, em thấy rồi cho nên em đâu dám cọt ra xuống hết. Rồi vậy đi. Và bên cái nhánh này nè, hôm nay không có hái cái nhánh này. Có. Trời quá trời lại gãy không? Không, này không gãy. Này, không, cái nhánh này gãy nè, em thấy nè, gãy nè, thấy không? Ừ. Nó không có phát triển tiếp, nó cứ vậy thôi, nó gãy mà. Ok. À, cái cà nhỏ em kìa, cà nhỏ em trái quẹo xuống ăn tôi cùng đạp cái trái bồng này. Nè mọi người coi trái này. Nè, chín hết luôn rồi nè. Nè, anh này anh chín nhiều à. Cà này. Chín rồi ha. Trời đụng vô rồi hết rồi. Thank you.
mấy lọn rồi. Sang năm phải thiết kế lại. Nó trồng cà chua. Cà chua mình trồng trong bồn ok. Trái bự không? Trời ơi kinh khủng. Trồng có mấy cây thôi đó bà con. Ý là hai vợ chồng bỏ nó không ai không thèm chăm sóc nó luôn. Tại ở xa rồi. Ba cũng tuổi nó qua một lần. Lấy rơm nữa. Cỏ kiếp. Nó mà gãi rồi nó không biết chuyển được. Là hư. Sang năm mà mình trồng trong cái ô cái bắt đầu mình gãy hết bên đây có lá nặng quá, chưa có trái rồi. Nó chị ngã hay đâu có gãy nữa? Có mấy cắt luôn. Có, em thấy rồi cho nên em đi lấy thọc ba xuống xuống rồi đi đi. Và bên cái nhánh này nè, hôm nay không có hái cái nhánh này. Có. Trời ơi, trời này gãy không? Không, này không gãy. Không, nhánh chưa này gãy. Nè, em thấy là gãy nè, thấy không? Kệ nữa, hái lộn rồi, kệ đi. Sang năm phải thiết kế lại. Nước có trồng cà chua. Cà chua mình trồng trong bồn ok. Mà cái trái, mấy cái trái bầu, trái bí mà nó nhỏ 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 đó. Bây giờ không hái là nó cũng hư. Cho nên là cứ hái đi, đó bà con ơi. Cái này là bên nhà nhà hả? Ở bên nhà không đó, phải là đi bên nhà qua đó chứ có đi đâu đâu. Rồi, đâu? Rồi mấy cái này nè. Trời, ý là tao nói, ý là tao nói hái trái nhỏ nhỏ. Rồi vậy đi, còn có cái rau rồi có cái phe. Cà chua, giờ về đến nhà rồi. Sáng thì đi dạo. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Thảo nha. Video của Thảo tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Chúc mọi người có đầy đủ sức khỏe nha và bình an trong cuộc sống. Mọi người nhớ like và share cho Thảo nha để Thảo có động lực làm video tiếp theo. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye mọi người.